Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong những bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ, những thiệt hại khó khăn của người dân cũng như công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các tỉnh phía Bắc. Thưa quý vị, trong sáng nay, lực lượng cứu hộ tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân bị lũ vùi lấp. Như vậy đến nay số người thiệt mạng đã xác định được trong vụ sạt lở này là 39 người. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn trên diện tích trải dài 6 km tại đây, lật từng gốc cây bụi cỏ, thậm chí là lặn tìm dưới dòng nước lũ đục ngầu. Những nạn nhân xấu số đã được lực lượng cứu hộ đưa về với người thân. Hiện vẫn còn khoảng 60 nạn nhân đang mất tích. Chỉ trong vòng 2 phút thì trận lũ quét sạt lở kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày kia đã biến cả một ngôi làng thành đống đổ nát, vùi lấp hơn 100 nạn nhân khi họ còn chưa kịp tỉnh giấc. Chỉ có vài chục người dân tại thôn Lạc Nủ thoát nạn vì sinh sống ở trên các sườn đồi cao. Đêm qua, sông Cầu qua thành phố Thái Nguyên đã hết lũ và đến sáng nay nước ngập đã cơ bản rút hẳn trên địa bàn thành phố. Còn những khu vực khác của Thái Nguyên thì như thế nào ạ? Phóng viên Hoài Đảm thông tin thêm tới quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả, chào trường quay. Thưa quý vị, trong lúc người dân ở thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương dọn dẹp nhà cửa vì cơ bản nước đã rút hẳn, thì lúc này tại các khu vực ở hạ du sông Cầu như ở khu vực Phổ Yên nơi tôi đang có mặt thì nước rút chậm. Như tại Tân Phú, Phổ Yên, 9 giờ sáng nay nước đã rút 6 cm so với 10 giờ tối qua, nhưng vẫn cao hơn mức báo động 3 là 83 cm. Ngay cả các điểm cao vốn dành để làm nơi phân phối hàng cứu trợ, di rời gia súc, nước cũng đã ngập tới đầu gối. Bởi vậy, ngoài việc tiếp tục di chuyển người ra khỏi các khu vực ngập sâu, ưu tiên lúc này là tiếp tế nước uống, lương thực, thực phẩm, áo phao cho khoảng 400 hộ dân sinh sống ngoài đê của Phổ Yên. Tại huyện Phú Bình, nước rút nhanh hơn, xã vùng trũng nhất cũng đã rút gần nửa mét. Tuy vậy, ngập lụt vẫn đang ảnh hưởng tới khoảng 2.000 hộ dân tại 10 xã của huyện này, trong đó có 851 hộ trong diện ngập sâu. Với tốc độ nước rút như hiện tại thì khả năng cao người dân ở các khu vực hạ du sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải sống chung với ngập lụt trong một vài ngày tới là khó tránh khỏi. Đêm qua sáng sớm nay mưa to tập trung ở Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo vào chiều tối và đêm nay phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể có mưa trở lại, chỉ cục bộ có điểm mưa to còn phần lớn là mưa nhỏ mưa vừa. Do mưa nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá trên các sườn đồi núi, ngay cả ở những khu vực mà mưa vừa thì cũng cần đề phòng sạt lở bởi vì nền đất đá đã trở nên bở rời sau mưa lớn những ngày vừa qua. Bây giờ dù mưa ít thậm chí không có mưa thì cũng dễ xảy ra sạt lở. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mực nước các sông dâng lên cao, có nơi lên mức báo động 3. Tỉnh Hưng Yên đã phải di dời người dân đến các địa điểm tránh trú an toàn vào ngày hôm qua. Vậy tình hình ngày hôm nay như thế nào thì phóng viên Khánh Huyền đang có mặt tại Hưng Yên sẽ tiếp tục cập nhật về công tác khắc phục mưa lũ tại tỉnh này. Xin mời chị Khánh Huyền. Thưa quý vị, như quý vị có thể thấy thì tại Hưng Yên ngay lúc này trời đã tiếp tục đổ mưa. Nếu như sáng nay thì có khoảng thời gian một tiếng được tạnh ráo thì lúc này trời đã tiếp tục bắt đầu mưa to rồi. Mực nước trên các sông Hưng Yên thì đang tạm trứng lại và không vượt mức báo động 3 như ngày hôm qua nữa. Và ngay lúc này thì như quý vị có thể nhìn thấy đằng sau lưng tôi, đó là những diện tích cây ăn trái và hoa màu của nhân dân Hưng Yên thì đang bị ngập và ảnh hưởng rất nhiều, như là những vườn chuối, những vườn cam, vườn bưởi mà sẽ thu hoạch trong dịp Tết sắp tới. Và tại Văn Giang thì những vườn cây cảnh cũng đang bị ảnh hưởng. Về các diện tích lúa tại Hưng Yên thì theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Hưng Yên thì hiện tại lúc này đang được tiêu úng. Và nếu như mà trời không mưa liên tục, không bị ngập nước quá thì có khả năng là sẽ cứu được các diện tích lúa này. Về công tác di rời người dân vùng lũ thì lúc này tại tỉnh Hưng Yên cơ bản đã được hoàn tất và người dân đã được di rời đến các nhà văn hóa, trường học và trạm y tế trên địa bàn, đảm bảo được đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như là ăn uống được ổn định. Cũng trong sáng nay thì các lực lượng chức năng tại tỉnh Hưng Yên đang đi kiểm tra trên 10 vị trí đê xung yếu trên địa bàn để tiếp tục có những phương án ứng phó và đảm bảo về an toàn cho người và tài sản trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Tại thành phố Tuyên Quang thì theo ghi nhận của phóng viên VTV tác nghiệp tại đây thì những điểm ngập úng sâu đã bắt đầu rút nước, người dân bắt đầu tham gia công tác dọn dẹp khắc phục hậu quả sau bão. Sau 2 ngày, những điểm ngập sâu của thành phố Tuyên Quang đã bắt đầu rút nước và người dân đang bắt tay vào công cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Và sau bão lũ, người dân gặp rất nhiều vấn đề về rác thải, xác động vật cũng như là nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nói chung là nước rút đến đâu thì dọn dẹp đến đấy, hất nước và rửa tường, rửa nhà.
đến đấy thôi. Hiện tại nước bây giờ vẫn chưa có và gia đình phải dùng tiết kiệm. Nhân viên của công ty môi trường đô thị đã dọn dẹp rác trên các con phố. Tuy nhiên, hiện nay công tác thu gom phân loại rác thì chưa được tiến hành bởi quá nhiều lượng rác thải cần phải thu gom. Vâng, đến thời điểm hiện tại thì những khu vực nào còn ngập do lũ thì biên tập viên Minh Duy từ Trung tâm Thời tiết sẽ cung cấp đến quý vị ngay sau đây. Xin mời em Minh Duy ạ. Thưa quý vị, ngập lụt vẫn đang xảy ra ở vùng ngoài đê và ven sông, vùng trũng thấp ở các tỉnh như tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và tại Ninh Bình. Dự báo bên nhánh sông Thái Bình thì các sông như sông Cầu qua khu vực Bắc Ninh, sông Thương qua Bắc Giang hiện đang dao động ở mức cao và dồn nước về phía hạ lưu, khiến lũ trên sông Thái Bình ở Hải Dương sẽ vượt mức báo động 3. Theo dòng chảy của sông Hồng thì nước sẽ dồn về các nhánh sông như sông Đáy qua Hà Nam và sông Hoàng Long qua khu vực Ninh Bình. Cùng với thủy triều ở cửa sông chặn lại sẽ khiến lũ trên mức báo động 3. Lũ trên nhiều sông sẽ tiếp tục xuống chậm. Tại sông Hồng qua Hà Nội thì mực nước đã xuống thêm 2 cm so với một tiếng trước và ở dưới mức báo động 3 khoảng là 34 cm. Dự báo đến chiều tối và đêm nay thì vẫn sẽ trên mức báo động 2. Với diễn biến như vậy thì các khu dân cư ven sông vùng ngoài đê, bãi giữa thuộc các quận huyện như tại Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên và tại Gia Lâm vẫn còn ngập. Chúng tôi sẽ còn cập nhật diễn biến mưa lũ trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin trở lại với trường quay thời sự. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả về tình hình khắc phục mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc trong bản tin lúc 12 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.